Tết cặp loa Sơn Xui S7000 và âm ly Sơn Xui AU707 theo yêu cầu của khách. Con này là một cái dạng âm ly khủng nha các bạn, 607 và dòng 707 và tới 907. Thì công suất con này nó lớn hơn và đây, cái tăng phô tới hai cái tăng phô luôn, tăng phô đôi bằng nhau. Tụ cũng 4 tụ, 8 con sò. Nụ lớn hết, nói chung là một dòng lớn, công suất lớn, hai kênh AB. Nhưng mà công suất này con nó lớn hơn con 607 nữa. Rất là khỏe luôn nha. Chơi được hai cặp lớn. 707 này cái dòng âm ly rất là được ưa chuộng. Thứ nhất là về cái chất âm, thứ hai là nó khỏe, và thứ ba là dễ chỉnh. Bass chép lao nét, subsonic cắt dải ở dải thấp, cắt dải cao nếu mà mình thấy cảm thấy nó ồn quá hoặc là chép nó chói quá thì mình cắt. Còn cái phần lao nét thì ok đi, các bạn biết rồi. Còn cái phần trap bass này, các bạn thấy trap ở cái dải 3 và cái dải 6 thì chúng ta muốn tăng ở cái dải nào thì nhấn vào lúc đó. Đấy, dải 6 thì chúng ta muốn tăng cao, ở dải 6 thì tăng lên. Còn bass thì cảm ơn bass dải 200Hz hay là 400Hz thì chúng ta nhấn vào, chúng ta thấy đang thiếu ở chỗ nào thì chúng ta nhấn vào chỗ đó để chúng ta tăng lên. Bản thân cái lao nét là cái bass thật sâu thấp thì chúng ta có thể muốn chỉnh dải cao hơn, 400Hz thì chúng ta tăng lên. Đó, ba dải riêng biệt. Nhạc xuân nha các bạn, sôi động một chút cho nó vui. Loa này thì hát hò vô tư nhé, không cần phải gắn súp vào, không cần. Mình test với con âm ly AUD7 rồi. Con mặt trắng và có hai cái đèn LED trái phải đánh lên các bạn. Mình làm video chi tiết về cái âm ly đó rồi. Và khách cũng có yêu cầu là làm thêm một clip về con AU707, con âm ly lớn này. Và điều cảm nhận đầu tiên đánh giá thì mình thấy chất âm nó cũng khá là tương đồng với con D7 nha. Cái cách xử lý âm thanh nó cũng khá là giống nhau. Nhưng mà cái con 707 này thì nó khỏe hơn. Thứ nhất là về công suất, cái thứ hai là về cái phần âm trầm. Nhưng mà cái cặp loa này, thứ nhất là cặp loa này, bản thân cái cặp loa Sơn Xui S7000 này âm trầm là tốt rồi. Bass sâu mềm, bass 3 tấc mà gân nó còn rất là mềm mại và nguyên bản. Đây, cái độ dịch chuyển rất là nhẹ nhàng luôn, không có bị khô cứng. Bass 3 tấc nữa, thùng loa lớn, bass đánh rất là sâu mềm. Nhưng mà cái con 707 này thì cái âm ly này thì các bạn cũng có thể chơi cặp này và có thể chơi thêm một cặp lớn nữa, hoặc là ghép chép gì nè, ok. Nói chung là cái phần tải công suất cả hai cặp loa thì nó sẽ tốt hơn nhiều so với con D7. Và mình xin nhắc lại một chút về cái phần kích thước của cặp loa này nha. Và công suất là mỗi loa là 80W. 80W theo cái cách ghi của những cái đời năm trước năm 2000 thì công suất 80W là khá là khủng nha. Còn loa 3 đường tiếng bass 30 mid này, đây trên đây nó ghi rõ ràng này. 8 ohm rất là dễ phối ghép nè. Cái phần mid này 12 và cái phần trap này là 6 cm.
ngoại hình rất là đẹp từ cái thân cái thùng loa, nó còn bóng luôn nè. Và loa này nó có chiều cao là 80, bề ngang 40 và chiều sâu 40 luôn, khá là vuông vức và chiều cao khá là đáng kể. Nếu mà các bạn trưng bày phòng khách cực đẹp, nếu phòng khách lớn luôn nha, họ đánh không cần phải hỗ trợ thêm súp, bát chỉnh thoải mái, không có hụt hơi và nó được hỗ trợ luôn hai lỗ thông hơi nè các bạn. Cái kiềng loa rất đẹp giống như mới luôn các bạn, mà hiểu sao lại được giữ kỹ như vậy. Kiềng loa nó đưa ra phía trước khá là nhiều và nó còn rất là mới đó, rất là đẹp. Rồi chúng ta test tiếp nhạc trữ tình nhé. Nhạc trữ tình mà mình sử dụng điện thoại thôi, đơn giản, không có CD, không đầu giải mã, không gì hết. Dồi dào, mang nhiều tiền về cho mẹ hoặc là cho vợ, gặp nhiều may mắn và thẹn. Nhiều thể loại nhạc để các bạn phải cảm nhận được chất âm của con SuSu F7000 đi cùng với con AU707 âm ly size lớn và công suất lớn của Denon. Về với các bạn cũng muốn hãy tham khảo cái video trước của mình, là con D7 âm ly D7 âm ly D7 nha các bạn. Đây. Mặt bạc sáng. Nó có công suất thì nói chung là công suất là không thể so sánh được với con 707 này, nhưng mà chất âm là khá là tương đồng. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Muốn tham khảo chi tiết thì các bạn có thể xem cái thông tin ở bên dưới video, thông tin công suất kỹ thuật và các chi tiết như là giá thành, khuyến mãi, vân vân. Và các bạn cũng có thể tham khảo trên website hanglanhiệpvụ.com cũng như là Facebook, Zalo nữa nhé.
Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Hãy tậu cho mình một vàng âm thanh để nghe nhạc và karaoke Tết luôn.